Theo thông báo của Không quân Hoa Kỳ, máy bay ném bom B-1B Lancer đã bay qua eo biển Hormuz, tuyến đường hẹp trên Vịnh Ba Tư, nơi chiếm đến 20% lượng dầu mỏ lưu thông trên thế giới. B-1B đồng thời bay qua Biển Đỏ, giải Bab el-Mandeb và kênh đào Suez của Ai Cập. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Không quân Hoa Kỳ viết trên Twitter rằng Tổng thống Joe Biden đưa máy bay ném bom B-1B đến Trung Đông, gửi một thông điệp rõ ràng nhằm trấn an các đồng minh trong khu vực. Chiếc B-1B đã xuất phát từ phi đội ném bom số 37, đóng tại căn cứ không quân Ellsworth ở bang Nam Dakota. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết, máy bay ném bom B-1B của Hoa Kỳ đã được các máy bay F-15 hộ tống khi đi qua không phận Israel. Hoạt động này chứng minh cho sự hợp tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Israel trong khu vực. Cùng ngày, các máy bay chiến đấu từ Bahrain, Ai Cập và Ả Rập Xê Út cũng hộ tống B-1B trong không phận của họ. Truyền thông nhà nước Iran cũng như phái bộ của Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York hiện chưa bình luận về động thái này của Hoa Kỳ. Eo biển Hormuz là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công tàu biển trong những năm gần đây, trong khi Biển Đỏ cũng từng chứng kiến các vụ tấn công tương tự trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel. Nước Cộng hòa Hồi giáo đã phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công, mặc dù Tehran nhiều lần tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì một loạt cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Ngoại trưởng Israel Yair Lapid hồi đầu tháng nói rằng Israel có quyền tấn công vào Iran bất kỳ thời điểm nào họ chọn với lý do để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Vào tháng 9, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng chương trình hạt nhân của Iran đã đạt được bước tiến mới và sự khoan dung của Israel đối với vấn đề này đang dần cạn kiệt. Mặc dù thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và các cường quốc thế giới vào năm 2015 đã đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình năng lượng hạt nhân dân sự của Tehran và tạo ra một hệ thống bảo vệ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, nhưng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, áp đặt lại tất cả các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm vào Tehran. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ từng điều máy bay ném bom B-52 có khả năng hạt nhân đến Trung Đông như một sự phô trương lực lượng trước Iran. Mối quan hệ giữa Ankara và Washington đã bị căng thẳng trong một loạt vấn đề trong vài năm qua, bắt nguồn từ chính sách bất đồng tại Syria cho tới việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga hay các vấn đề nhân quyền khác. Hoa Kỳ thậm chí đã cấm vận Ankara vì việc mua hệ thống S-400. Vài ngày sau khi hai nước đồng minh loại bỏ vào phút chót một cuộc khủng hoảng ngoại giao liên quan tới việc nhà hoạt động xã hội Osman Kavala bị Ankara bắt giữ, Tổng thống Biden và Tổng thống Erdogan đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rome, trong đó hai bên đã thể hiện tín hiệu tích cực trong việc tăng cường mối quan hệ quốc phòng. Nhà Trắng hôm qua ra thông báo cho biết, Tổng thống Biden đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ và coi Ankara như một đồng minh NATO quan trọng. Tuy nhiên, Washington vẫn bày tỏ sự quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống tên lửa S-400 của Nga mà Hoa Kỳ coi là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với chiến đấu cơ F-35. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thành lập một cơ chế chung để tăng cường mối quan hệ song phương và cuộc thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí tích cực. Phát biểu với báo giới tại Rome, Tổng thống Erdogan cũng nói rằng ông đã nhắc lại với ông Biden về việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Hoa Kỳ ủng hộ lực lượng người Quốc tại Syria YPG mà Ankara coi là một tổ chức khủng bố. Đương nhiên, tôi đã bày tỏ với ông Biden về việc chúng tôi không hài lòng khi Hoa Kỳ hỗ trợ các tổ chức khủng bố này tại Syria. Tôi đã nói rằng việc này có thể gây tổn hại tới sự đoàn kết của chúng tôi. Trước đó, Ankara đã đặt hàng hơn 100 chiến đấu cơ F-35, nhưng Washington đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình này sau khi Ankara mua S-400. Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án hành động này là không công bằng và yêu cầu bồi thường khoản thanh toán 1,4 tỷ đô la Mỹ mà Ankara đã đầu tư cho chương trình F-35. Tổng thống Erdogan đã đề nghị số tiền này nên được dùng để đáp ứng yêu cầu mua 400 chiến đấu cơ F-16 và 80 bộ hiện đại hóa máy bay của Ankara, nhưng nhiều nghị sĩ tại Washington đã tỏ ý phản đối thương vụ này. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, ông Erdogan cho biết Tổng thống Biden đã có tín hiệu tích cực với đề nghị này và ông cũng đã yêu cầu ông Biden thuyết phục các nhà lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ thương vụ F-16. Sau hội nghị thượng đỉnh G20, lãnh đạo của các quốc gia đã có những khoảnh khắc vui vẻ và ý nghĩa khi cùng nhau thực hiện một truyền thống dành cho các du khách khi đặt chân đến Rome. Theo truyền thống, mỗi người sẽ tung một đồng xu vào đài phun nước Chevy để ước nguyện, như đặt một lời hứa sẽ quay trở lại thành phố. Nghi thức sẽ được thực hiện bằng tay phải và những điều ước sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai nếu chúng trở thành sự thật. Các nhà lãnh đạo đều hào hứng với sự kiện này
đặc biệt là Thủ tướng Đức Angela Merkel, bởi đây là hội nghị cuối cùng mà bà tham gia với tư cách là Thủ tướng sau 16 năm tại vị. Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Italia Mario Draghi đã tặng bà Merkel một bó hoa và ca ngợi nhà lãnh đạo Đức về sự đĩnh đạc, khả năng lãnh đạo tài ba và sự quyết tâm của bà. Sau khi tung đồng xu, các nhà lãnh đạo đã cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đài phun nước Trevi. Tại công trình có tuổi đời hàng thế kỷ này, có khoảng 1 triệu euro, tức 1,35 triệu đô la Mỹ tiền xu được khách du lịch tung vào mỗi năm. Tất cả số tiền được chuyển đến một tổ chức từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó của thành phố. Bị trì hoãn một năm do đại dịch COVID-19, hội nghị COP26 nhằm giữ vững mục tiêu hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp, giới hạn mà các nhà khoa học cho rằng sẽ tránh được các thảm họa tồi tệ nhất của sự biến đổi khí hậu. Chúng ta cần phải rời khỏi Glasgow với tuyên bố chắc chắn rằng mục tiêu 1,5 độ C sẽ được giữ vững. Chúng ta đã ở mức tăng nhiệt toàn cầu lên 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ở mức tăng 1,5 độ C, nhiều quốc gia trên thế giới sẽ bị ngập dưới nước. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải đạt được một thỏa thuận tại đây về cách xử lý tình trạng biến đổi khí hậu trong một thập kỷ tới. Theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu 1,5 độ C mà đã được nhất trí tại Hội nghị Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, đòi hỏi một sự gia tăng động lực chính trị mạnh mẽ, cũng như các nỗ lực ngoại giao hạng nặng để có thể bù đắp cho sự thiếu hụt hành động trong thời gian qua. Hội nghị sẽ cần các cam kết tham vọng hơn nữa để tăng cường cắt giảm khí thải nhà kính, đầu tư thêm hàng tỷ đô la cho vấn đề khí hậu, cũng như hoàn tất các quy tắc để thực thi Hiệp định Paris với sự đồng thuận của gần 200 quốc gia tham gia ký kết. Việc Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, quay trở lại Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc được coi là một cú hích cho sự kiện sau 4 năm vắng mặt dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng cũng giống như nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác, Tổng thống Joe Biden tới COP26 mà không có sự vững chắc nào về mặt pháp lý để đưa ra các cam kết của mình, khi mà Quốc hội Hoa Kỳ vẫn đang tranh cãi gay gắt về vấn đề này. Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ với các cam kết hiện có về cắt giảm khí thải, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên 2,7 độ C trong thế kỷ này, gây ra những tác động kinh khủng hơn nữa so với những gì mà thế giới đang phải chịu đựng, từ các cơn bão siêu mạnh, các đợt hạn hán, lũ lụt chết người, cũng như môi trường sống tự nhiên bị hủy diệt. Phát biểu trước thềm hội nghị, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh, nếu như hội nghị COP26 thất bại, toàn bộ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ thất bại. Những quốc gia chịu trách nhiệm cao nhất cho sự biến đổi khí hậu đã không gánh vác đủ vai trò của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta muốn ngăn cản COP26 không bị thất bại, điều đó cần phải thay đổi. Còn nếu hội nghị tại Glasgow thất bại, toàn bộ công cuộc sẽ thất bại. Thủ tướng Johnson cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới không có lý do thuyết phục nào cho việc không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ông cho rằng cần hành động ngay lập tức để giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030.